Sau lễ giao quân vừa diễn ra, các tân binh của thành phố Đà Nẵng đã lên đường về công tác tại các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Công an Đà Nẵng. Tại Trung đoàn 971, đơn vị nhận và trực tiếp huấn luyện chiến sĩ mới của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. Không khí lễ tiếp nhận chiến sĩ mới diễn ra trang trọng, vui vẻ và ấm cúng. Năm nay, Trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng tiếp nhận huấn luyện 255 tân binh đến từ 3 tỉnh thành, Gia Lai, Đắk Lắk và Đà Nẵng. Ngay trong sáng ngày 8 tháng 2, 165 tân binh của các quận huyện của thành phố đã về đến đơn vị. Các chiến sĩ mới và người thân đã được cán bộ chiến sĩ trung đoàn đón tiếp chu đáo ngay từ cổng vào đơn vị. Đây là nơi đầu tiên các tân binh làm quen, tiếp xúc với môi trường quân ngũ. Để chuẩn bị đón tân binh, từ trước Tết Nguyên đán, đơn vị đã củng cố doanh trại, từ nơi ăn ở sinh hoạt, pano, khẩu hiệu đến vườn tăng gia. Ngày đầu năm 2023, đơn vị cũng đã tiến hành tổ chức tập huấn đối với khung cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới, bao gồm là 69 đồng chí trong khung, đồng thời cũng đã tiến hành tổ chức bồi dưỡng thông qua giáo án cho đội ngũ cán bộ trung đội trưởng, cán bộ đại đội để làm cơ sở tổ chức ôn luyện, thực luyện và bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Chúng tôi đã tổ chức bón phân, xuống giống, gói vụ để bảo đảm 100% rau xanh nhập bếp trong giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới. Buổi lễ tiếp nhận chiến sĩ mới tại Trung đoàn 971 diễn ra trong không khí trang trọng, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng trong hai cuộc kháng chiến. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và Trung đoàn 971 hy vọng các tân binh sẽ luôn nỗ lực học tập, rèn luyện và công tác tốt, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Xa gia đình, tạm biệt bạn bè, nhưng từ giờ phút này, các tân binh sẽ trưởng thành cùng đồng chí, đồng đội trong quân ngũ. Tôi thấy rất bỡ ngỡ về các đồng chí như mấy anh chi đội trưởng hướng dẫn về trang phục, tư trang, đồ mới, rất ngủ với tôi. Ngày đầu tiên bước chân vào quân đội, tôi cảm thấy rất là hồi hộp. Và cảm giác có một cảm giác có phấn khởi khi là việc lần đầu tiên mình làm, các anh ở đây hướng dẫn tôi rất là tận tình, chu đáo, và tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao sau 2 năm để trở về với gia đình. Đến tham quan đơn vị, các tân binh thì lạ lẫm và bỡ ngỡ, còn nhiều bậc phụ huynh lại không khỏi ngạc nhiên trước cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp của doanh trại. Thời gian ở đây, các tân binh sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản của một người chiến sĩ. Ngoài ra, hàng tuần, đơn vị sẽ sắp xếp thời gian để chiến sĩ mới có dịp gặp người thân, gia đình vào những ngày nghỉ cuối tuần. Với sự quan tâm của chỉ huy đơn vị, sự nhiệt tình của những chiến sĩ đi trước, hy vọng các tân binh 2023 sẽ tự tin, quyết tâm hoàn thành khóa huấn luyện với những thành tích xuất sắc nhất.